Đây này cái mai nâu này nha các bạn, cái mai nâu 2 cây. Đây này cây sâm hương 2 cây các bạn ơi. Cây này nó bự hơn 20 á, cây này cái chỗ này là hơn 20 á, nó cao chắc khoảng 10 à. Mai nâu bồ công. Mấy cái này chờ lớn lên thời gian nó vét mà cắt ngay chỗ này các bạn. Vét mà cắt cho nó thông tí xíu. Cái này mình đóng thùng xốp gửi cho các bạn, bán cho em mua chơi giải trí. 2 cây, bán một lượt 2 cây bạn. Thì như bán cây menu khuyến mãi cây linh sam luôn, cây sam hương luôn. Hương này cũng đẹp, không rẻ quá quấn quấn. Về chịu khó cạp gọt mà cắt đầu loại tỉa đầu loại, cái này vô cành uống được mà tán ngang cái này cũng được các bạn, tán ngang cái này ra cây đẹp luôn. Đây, hôm nay mốt lên ngọn uống. Tại nói chung mình quá nhiều, mình không có thời gian để làm nổi cái cây quá nhiều là không sể này. Như cái này bạn tán ngang chỗ này, cắt cái này vô cành mốt cũng đẹp lắm. 2 cây. Bán một lượt 2 cây nha các bạn. Đóng thùng xốp gửi cho các bạn.